Ơi, cô Tư ơi, cô Tư làm ơn cô Tư kêu chú Bảy về giùm con, trời ơi đau bụng quá. Cái gì vậy đằng Thái, có bắt Thái qua chơi kìa. Nó đau bụng lâu chưa? Chú Bảy ơi, vô hỏi nó thèm chua chưa? Cái gì thèm chua? Cái gì vậy trời, cái thằng này, trời ơi cái gì, sao mày lôi tôi ra, tôi đang tắm, trời ơi. Má. Ngon quá. Trời ơi, phóng ra không khai bụi gồ, ăn bánh sung sướng cuộc đời. Ngon quá. Bánh ngon quá. Đói quá phải không? Dạ chị Ba, ngon rồi. Ngon không? Ngon. Bánh ngon. Bánh ngon hả? Ngon bánh quá. Của bé Na đó ngon lắm. Mua cho nó ăn, bởi vì phải mua loại ngon chứ, nít mà ăn mấy cái loại ấy thì nó không có đủ dinh dưỡng gì, chất này kia. Thôi cũng mấy bánh mới ngon còn nặng. Trời ơi, chứ ở trong nhà mà để đây thì nó chạy ra chạy vô, nó đi chơi rồi nó đói lúc nào nó ăn chứ. Rồi em ăn hết cái gì nhỏ ăn. Thì bây giờ hỏi tôi vậy tôi biết hỏi ai. Ôi chị thiệt tình, chị làm em ngại hết sức luôn á. Mới để em mua khác đời lại cho nhỏ rồi, mà bánh chị mua ngon quá trời ngon. Ngon không? Ăn mà không có điểm dừng luôn á trời. Còn ăn được nữa không, tôi vô tôi lấy nữa cho. Dạ cũng còn được. Nói vậy thôi chứ bây giờ qua bên đây nghỉ ngơi đi, ăn uống tôi lo cho, chứ đừng ở bển nữa. Bây giờ ở bển là đang cúp điện, cúp nước này kia, tất cả mọi thứ nó rất là mệt mỏi nha. Thì tại vì con gì? Cháu thì em gán chịu thôi. Rồi nấu gì mà sao rồi nghe thơm mùi thuốc bắc quá vậy? Đang hầm thuốc bắc con cá chép. Hả? Bị tôi nói thời gian gần đây ổng lái xe cho sếp, ổng đi đêm hôm nhiều quá, thấy tội nghiệp, mặt mày bơ phờ, thấy xuống sắc luôn đó. Bởi vì thấy vậy thấy tội nghiệp quá, mua con cá chép về hầm thuốc bắc bồi bổ. Trời ơi, một người phụ nữ yêu chồng đột xuất. Gì mà yêu chồng đột xuất, bà này bà dùng những cái câu từ rất là kỳ cục. Giờ no rồi phải không? Hơi no. Thôi giữ nhà em, tôi đi, tôi ra chợ, tôi đi lấy xương về để mai tôi nấu bún bò. Đi đi đi. Tôi hẹn với người ta ra lấy mà nãy giờ mà tôi chưa có đi đó. Đi đi đi, em có nhà cho. Thì bây giờ đi nè, bà dặn trước bà ở nhà coi nhà giùm. Rồi chị đi đi. Đi nè. Cái nồi cá chép hầm thuốc bắc. Trời ơi, đi vô coi coi nó như thế nào đi, nó bụng nữa rồi. Cái bà này bà nấu bún bò Huế ngon quá, mà sao bà nấu cái nồi mà cá chép hầm thuốc bắc này sao mà nó lạc lõng quá ta. Chú Thiên Bà ơi, chú Thiên Bà ơi. Bà ơi, ai đó? Ủa, tôi nè. Tôi lại. Quá. Ủa cô Tư. Anh thiệt. Chú Thiên Bà ai nằm bệnh viện nè? Ai nằm bệnh viện? Ba cái vụ kinh thiên động địa, ba vụ ghen á. Rồi sáng anh đi làm tóc. Cái sực nhớ ra cái vụ đánh ghen cậu đầu, mới nhớ cái chuyện chú Thiên Ba nè. Anh hai rảnh quá. Sao? Trời đất ơi, có ai nhập viện đâu. Sao? Anh ba thì đi làm, chị ba thì đi chợ, con Trúc thì đi làm, thằng Thái với con đó thì trong phòng, có ai nhập viện đâu. Lúc này cô Tư gia nhập vô cái hộ xóa đói giảm nghèo luôn hả? Ủa là sao? Sao ăn cơm rồi giờ mình thấy toàn rau với khô không vậy? Trời, lúc này khổ lắm hả? Là tại vì em buồn quá, em mới đi qua đây em ăn cơm chung với anh ba chị ba cho em đỡ buồn. Chỉ có vậy thôi, chứ có ai nghèo khổ gì đâu mà anh hai nói gì kỳ vậy? Trời ơi, anh hai thương quá à. Ôi, cô Tư ơi! Cô Tư làm ơn cô Tư kêu chú Bảy về giùm con, trời ơi đau bụng quá. Cái gì vậy đằng Thái, có bắt Thái qua chơi kìa. Nó đau bụng lâu chưa? Chú Bảy ơi, vô hỏi nó thèm chua chứ. Cái gì thèm chua? Cái gì vậy trời, cái thằng này ơi, chú. Trời ơi, cái gì, sao mày lôi tôi ra, tôi đang tắm. Trời ơi, mà Cái này cá chép hay cá nược? Cái gì mà ăn mặc hay gớm vậy? Trời ơi, tao nói em đi vô em đi toilet nhờ. Cái xong cái sẵn thấy người dơ quá cái em tắm. Trời ơi, em tắm xong á, cái vấn đề tắm cái xong xịt ướt bộ đồ. Cái mình đứng ở trọng phải chờ đồ nó khô. Mà cái thằng này làm thấy ghê không? Bao nhiêu tiền nước chú trả chứ mày làm thấy ghê vậy? Khoan xin, bây giờ chờ bộ đồ khô tại sao bây giờ không mặc bộ đồ vô? Không phải, nó còn chưa khô, bây giờ mặc vô ghẻ. Đúng rồi. Nè, con nói nè, cái vấn đề này là không phải là con tiết kiệm tiền nước với chú Bảy. Mà bây giờ chú Bảy là đàn ông con trai, chú Bảy vô chú Bảy tắm lẹ lẹ ở trong đó 1 tiếng rưỡi. Ở ngoài đây người ta đau bụng, người ta đi không được. Chú Bảy điệu như con gái vậy đó. Tại đồ nó chưa khô con. Cái đồ khô là cũng về rồi. Trời, bây giờ làm ơn mặc đồ vô giùm tôi đi, biến thái quá. Sướng ơi, mặt tôi nó bị ghẻ. Trời ơi, mà ghê quá. Vậy thì bây giờ đi về đi, đừng có ở trước mặt tôi nữa. Mày, trời ơi. Mày nghe thấy tao đấy. Mày đó, chính mày là mất cái hình tượng soái ca của chú. Chú hận mày. Sướng. Trời, đừng có sướng hoài, trời ơi. Sướng, nghe. Đi đây,
để bãi về bãi mặc bộ đồ vô coi được lắm nha. Chú Bảy, đi về cho đội ơi, cô lại cho tướng. Về đi chú Bảy ơi, về anh đẹp quá. Trời, đóng thùng gầy nút giùm tôi cái đi, trời ơi. Bảy bún này đâu đường chắc chó giật nữa quá ta.